Ở game đấu thứ hai này thì Vitizan vẫn là tay vợt nhập cuộc tốt hơn. Những pha cầu rất hay của thầy vợt Thái Lan, cổ tay rất dẻo. Những pha xoay cổ tay của Vitisan đã khiến cho cô Di Hồng rất vất vả để cứu cầu. Cầu lông của Thái Lan đang có phong độ tốt ở cả nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam. Pha xử lý lỗi của cô Di Hồng. Lần này thì cô Di Hồng đã có một pha đập cầu chéo sân tốt. Pha chào cầu sau quả đập nặng của Vitisan đã giúp cho cô Dương Hương có thêm một điểm số nữa. Thank you.
pha nhảy lưỡng đà của tay vợt người Malaysia. Cầu vào thẳng người Tô Di Hồng. Tay vợt người Thái Lan vẫn đang thi đấu rất chắc tay. Những quả đập của anh là rất chất lượng. Mặc dù Cô Di Hồng có cứu cầu, nhưng pha cầu đó, cầu vẫn không thể đi vào sân. Cầu trạch dây, một pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của tay vợt Malaysia. Một pha cầu dài và ngay sau đó là một pha bỏ nhỏ khiến cho Cô Di Hồng không thể cứu cầu. Điểm số thứ 10 dành cho tay vợt Thái Lan. Thank you.
Cầu đã ở bên ngoài sân. Điểm số thứ 12 cho Vitisan. Một pha trái tay cầu không qua lưới của Vitisan. Tuy nhiên thì tay vợt Thái Lan vẫn đang có số điểm gấp đôi so với tay vợt của Malaysia. Một pha đập cầu tốt của Cô Duy Hồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến của trận chung kết đồng đội nam của môn cầu lông SEA Games 31. Đây là những hình ảnh đang được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang và trên kênh online của ứng dụng BGTV Go, cũng như là trang web bacgiangtv.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Vừa rồi thì cô Sinh Hồng đã đập cầu thẳng vào người của Vitisan.
pha đập cầu có hướng đi tốt của cô Duy Hồng. Chỉ tiếc là cầu đã chạy dây trong gang tấc. Một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của cô Duy Hồng. Vitisan đã vớt cầu lên khá cao trên mặt lưới, tuy nhiên cô Duy Hồng đã không tận dụng được cơ hội. Cầu ngoài sân. Sở hữu một chiều cao tốt nên những pha nhảy đập của Vitisan có độ chính xác rất cao. Cầu đi nhanh và hiểm. Một pha cầu thuận tay chính xác của cô Duy Hồng. Vừa rồi thì cầu đã ra ngoài sân và điểm số thứ 17 dành cho tay vợt Thái Lan. Cầu ở bên ngoài rất rõ. Một pha đỡ cầu lỏng tay của Vitisan và cầu đã đi ra ngoài. Cô Duy Hồng đang dần đánh mất đi cơ hội của mình khi những pha cầu của anh tỏ ra thiếu chính xác, và vừa rồi thì cầu đã xúc lưới. Tiếp tục là pha đập cầu không chính xác của tay vợt Malaysia. Cầu chạy dây rất nhiều.
cầu rất nhanh của Vitisan đã khiến cho của Sĩ Hồng rất vất vả. Match point dành cho thầy vợ Thái Lan. Trận đơn nam của nội dung đồng đội nam đã sắp khép lại với ưu thế nghiêng hẳn về phía tay vợt của Thái Lan. Cơ hội dành cho Cô Di Hồng là rất mong manh vì khoảng cách là quá xa. Vẫn còn tới 6 match point dành cho Vitisan. Khá khen cho những nỗ lực của tay vợt người Malaysia. Pha ăn mừng rất ấn tượng của Vitisan. Và trận đánh đơn đầu tiên đã khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho tay vợt Thái Lan.
Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi trận đánh đôi, trận chung kết đồng đội nam. Malaysia represented by Man Wei Chong and T Kai Won. Ở trận đánh đôi này, Malaysia sẽ ra sân với hai tay vợt Man Wei Chong và Kai Won T, trong khi bên phía Thái Lan sẽ là hai tay vợt Charen Kitamon và Yap Phai Song. Trọng tài chính điều khiển trận đánh đôi này đó là trọng tài Việt Nam Phạm Anh Hảo, trong khi đó trọng tài Singapore Mervin Kian Chai là trọng tài giao cầu. Cùng thời gian này ở môn bóng đá nữ diễn ra một trận đấu cũng rất đáng chú ý, đó là trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar trên sân vận động Cẩm Phả Quảng Ninh.
Cầu lông của Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ SEA Games 31 lần này tại Việt Nam. Sau một kỳ SEA Games không thành công trước đó ở Philippines, trong game đấu đầu tiên này thì hai tay vợt của Thái Lan sẽ là những người giao cầu trước. Thái Lan đang có sự khởi đầu rất mạnh mẽ ở nội dung đánh đôi này. Pha trả giao cầu không tốt của Charen Kitemon. Đập cầu ra ngoài. Rồi là pha xử lý của Ti Kaewon. Những pha ép cầu sát người rất khó chịu của tay vợt người Thái Lan. Pha chấp thời cơ tốt của Man Wei Chong. Cầu vẫn trong sân. Vậy là trọng tài xác định là cầu ngoài sân. Những pha đập rất nặng tay của Ti Kaewon. Tuy nhiên ngay sau đó thì pha trái tay của Ti Kaewon đã đưa cầu không qua lưới.
Pha cầu ngắn rất hay của Man Quay Trọng. Và chém cầu rất ngọt. Liên tiếp là những điểm số dành cho cặp đôi của Malaysia. Và Thái Lan vừa rồi đã có những trao đổi với nhau làm sao để hạn chế những pha ghi điểm của đối phương. Tuy nhiên, những quả đập của Man Quay Trọng vẫn là rất uy lực. Thái Lan đã tạm thời ngắt được chuỗi liên điểm của đối phương. Cầu ngoài sân 9-11. Phát cầu khó. Đã đem lại cơ hội cho các tay vợt của Thái Lan ở pha xử lý tiếp theo.
trưởng tiếp tục đi ra ngoài. Đội của Thái Lan đang có chống ấy lên điểm ấn tượng, 4 điểm liên tiếp. Vừa rồi là ông Tai Bin Sen, huấn luyện viên của cầu lông Malaysia ở trong trận đánh đôi này. Mà người chồng có dấu hiệu bị đau và bác sĩ đã phải vào chăm sóc cho anh. Cầu lỏng tay của Yuan Phai Song. Thêm một pha cầu thừa lực nữa của tay vợt Malaysia, của tay vợt Thái Lan. Điểm số được cân bằng 13 đều. Liên tiếp là hai pha đập thuận tay của TK Un. Thì Yuan Phai Song đã có pha xử lý tốt. Liên tiếp là những quả đập của Yuan Phai Song. Những pha ra dấu của Yuan Phai Song dành cho người đồng đội của mình ở quả ra cầu. Rất nhanh. Những pha nhảy đập của TK Un có lực rất mạnh. Mười lăm đều.
pha tấn công trên lưới rất hay của Jeff Faison. Một pha cầu diễn ra rất nhanh của các cặp vận động viên. Trả ra cầu không thành công. Điểm số thứ 17 dành cho cặp đôi Thái Lan. Sân. Lần này thì mặc dù rất nỗ lực nhưng Jeff Faison đã không thể cứu cầu trong tình huống vừa rồi. Đội cổ động của Man Quay Trông đi vào một vị trí rất hiểm hóc. Sát góc sân. Đập cầu tốt của Charen Kitterman. Thái Lan đang tiến đến rất gần game point với điểm số thứ 19. Pha cứu cầu rất hay. Cầu ngoài sân. Tưởng như cầu đã không qua lưới nhưng vẫn bật sang phần sân của Thái Lan. 19 đều. Trận đánh đôi đang diễn ra rất kịch tính.
Khán giả đang rất phấn khích với những pha cầu hay của các cặp vận động viên. Và cuối cùng phần thắng đã thuộc về cặp vận động viên của Thái Lan với pha đánh cầu không qua lưới của TK Wun. Một game bấu rất hấp dẫn. Không, như vậy là đây là game point. Bây giờ mới là điểm số thứ 20. Một pha cầu rất hay của các cặp vận động viên. Lần nữa thì Thái Lan lại giành lợi thế. Như vậy là phần thắng đã thuộc về cặp vận động viên của Thái Lan. 22-20, một game đấu quá hấp dẫn. Và chấp thời cơ trên lưới rất hay. Và phát cầu tốt của Chao Ren Kitamon.
Cầu ngoài sân. Điểm số thứ 3 cho Thái Lan. Pha đập chéo sân tốt của TK Gun. Pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Charon Kitamon. Anh định ép cầu về phía cuối sân, tuy nhiên pha xử lý lại không được tốt. Một pha lưỡng lự của Charon Kitamon đã đem lại cơ hội dứt điểm cho Malaysia. Thêm một điểm số nữa dành cho Malaysia. Một pha lên lưới không tốt của Man Gay Chuan. Cầu không qua lưới. Hai pha đánh lỗi liên tiếp của Man Gay Chuan. Cầu ngoài sân. Những pha phòng ngự rất hay của cặp đôi Thái Lan. Thời điểm này ở bán kết của môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước Myanmar với tỷ số là 1-0 với bàn thắng của Huỳnh Như.
Khán giả rất phấn khích với những pha xử lý của các cặp vận động viên. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Cuối cùng thì phần thắng đã thuộc về Malaysia. Một pha lên lưới rất nhanh của Mang Quê Chồng. Thái Lan đã giành lại được quyền giao cầu. Không qua lưới. Cặp đôi của Malaysia đã chiếm được lợi thế trong pha cầu vừa rồi. Rất tiếc là pha gài cầu của Tikeun lại không qua lưới. Các vận động viên đang giành giật tương điểm số 1. Cũng giống như game đấu thứ nhất, điểm số đang rất xít sao. Dù rất cứu cầu trong tình huống vừa rồi, nhưng Tikeun đã không thể thành công.
Thái Lan đã quân bình điểm số 11 đều. Pha đập cầu hiểm hóc của Man Gung Choi. Rất nỗ lực của cầu thủ viên Thái Lan. Trận đánh đôi này đang tỏ ra rất cân bằng.
Quá đáng tiếc cho tay vợt của Thái Lan. Cơ hội đã rất rõ ràng, nhưng pha dứt điểm trái tay lại đưa cầu rút lưới. Lần này thì tay vợt của Thái Lan đã không bỏ lỡ cơ hội nữa. Một pha đập thuận tay. Liên tiếp là hai pha ghi điểm của Yeo Fai Song. Cầu không qua lưới. Cặp đôi Malaysia đã giành lại được quyền giao cầu. Sau đó là pha xử lý lỗi. Quyền giao cầu lại thuộc về Thái Lan. Pha trả giao cầu rất nhanh, mặc dù đã bay người cứu nhưng Charoy Kitamon đã không thể thành công. Pha phát cầu của Yeo Fai Song là hơi cao.
những pha cứu cầu ấn tượng của cặp đôi Thái Lan. Tuy nhiên trong pha cứu cầu cuối cùng thì cầu lại đi ra ngoài. Mười bảy đều. Pha cầu lỏng tay của Man Quê Chồng. Các vận động viên đang giành giật từng điểm số 1. Mười chín đều. Thời điểm này thì trận bán kết bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar cũng đã khép lại hiệp 1 với thắng lợi tạm thời 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ sẽ là game point dành cho cặp đôi của Malaysia. Cầu không có lưới. Trận đấu vẫn chưa thể khép lại. Thái Lan đã giành được lợi thế trong pha cầu vừa rồi và họ đang đứng trước match point để giành thắng lợi chung cuộc trong trận đánh đôi này. Như vậy là Thái Lan đã giành chiến thắng. Một pha ăn mừng rất ấn tượng
của Geoff Faison. Thái Lan đã tỏ ra bản lĩnh hơn ở những điểm cầu quyết định. Chung cuộc, Thái Lan đang dẫn trước. Các tay vợt của Malaysia với tỷ số là 2-0. Xa hơn hướng tới bầu trời sao để lại nhọc nhằn gian lao, nơi đây tôi chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Umpire Mai Lang Yen, Vietnam. Service judge Hoàng Bích Ngọc, Vietnam. Thailand represented by Khosit Pet Pradap. Together we are high to the
Malaysia, represented by Lee Soon Young. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trận đánh đơn, với cuộc đối đầu của Kosit Phepphrada của Thái Lan và Lee Soon Young của Malaysia. Trọng tài điều khiển trận đánh đơn này đó là trọng tài Mai Lăng Yên của Việt Nam, và trọng tài giao cầu cũng là người Việt Nam, bà Hoàng Bích Ngọc. Trận đơn nam tiếp theo đã bắt đầu. Thái Lan sẽ là tay vợt thi đấu ở gần với màn ảnh của quý vị và các bạn. Đây là Phepphrada. Thank you.
và đập cầu rút lưới của Ferraba. Một pha đập dọc dây rất hay của Lee Sun Jung. Lần này thì đến lượt Fab Rada có pha đập thuận tay chính xác. Và trước thời cơ trên lưới rất nhanh của Lee Sung Jung. Liên tiếp là những quả đập của tay vợt Thái Lan. Và trái tay không chính xác của Lee Sung Jung, cầu đi ra ngoài. Một pha đập thuận tay chéo sân tốt của Lee Sung Jung.
vẫn trong sân. Lần này thì pha điều cầu về phía cuối sân của Lee Sun-jang đã đưa cầu ra ngoài. Pha thả cầu về phía cuối sân của Lee Sun-jang đã khiến cho Fed Prada rất khó đưa ra phán đoán. Pha đập thuận tay chuẩn xác của Lee Sun-jang. Điểm số thứ 9 cho tay vợt của Thái Lan. Thank you.
Thì pha trái tay của Ferrada đã mang về cho anh điểm số thứ 10. Tuy nhiên ngay sau đó thì cũng là một pha trái tay, vì thầy Phật Thái Lan lại đưa cầu đi ra ngoài. Li Shuzhang đang dần nới rộng cách biệt ở game đấu thứ nhất này. Trái tay trên lưới rất nhanh của Ferrada. Tốt của thầy vào Thái Lan, cách biệt được rút ngắn xuống còn một điểm.
Cái biệt đang là 3 điểm dành cho tay vợt người Malaysia. Lee Soo-jang đang tiến gần hơn với chiến thắng ở game đấu này 17-13. Lần này thì pha cầu trên lưới của Lee Soo-jang đã không thành công. Sân. Có lẽ Ferrara sẽ chờ cơ hội ở game đấu tiếp theo. Điểm số quyết định dành cho Lee Soo-jang. Ferrara muốn kết thúc sớm game đấu để làm lại trong trận đấu tiếp theo.
chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together strong as our nation. Together we will fight. Lý Xuân Giang đang tỏ ra rất sung sức ở trận đánh đơn này. Liên tiếp là hai pha đánh cầu ra ngoài của Lý Xuân Giang. Tiếp tục đi ra ngoài. Susan vừa rồi đã di chuyển không thật sự hợp lý. Thank you.
cầu chạm lưới nhưng vẫn leo sang phần phía sân của Lee Soo Jang. Và thêm một điểm số nữa dành cho thầy của Thái Lan. Tiếc là quả đập thần tay của tay vợt Thái Lan lại không qua lưới. Lần này thì Lee Soo Jang đã không bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến vậy. Cầu lại đi ra ngoài sân. Kết thúc hơi vội của Lee Soo Jang. Và đập cầu tốt của Lee Soo Jang. Tức thì Ferrada đã có pha đáp trả bằng một cú đập thuận tay rất nặng. Thank you.
Lần này thì Lee Soo Jang đã vận dụng tốt cơ hội từ một pha trả cầu không thật sự tốt của tay vợt Thái Lan. Điểm số thứ 11 dành cho tay vợt Thái Lan. Tài xác định là cầu ngoài sân. Liên tục là những pha điều cầu sâu về phía cuối sân của Lee Soo Jang đã khiến cho tay vợt Thái Lan tự đánh hỏng. Cầu lỏng tay của Lee Soo Jang. Rất hay.
Thì Susan đang cố gắng thu hẹp cách biệt trong ván đấu thứ hai này. 10-14. Tuy nhiên ngay sau đó là một pha đưa cầu ra ngoài sân. Liên tiếp là những pha đánh hỏng của Lee Soo-jang. Tiếc là pha chém cầu vừa rồi của Ferrada, cầu đã không qua lưới. Một quả đập nặng tay của thầy vợt Thái Lan, điểm số thứ 17. Susan.
Tiếp tục là một pha cầu quá tay của tay vợt Malaysia. 19-12. Gần như chắc chắn thì Fed Prada sẽ giành chiến thắng trong game đấu thứ hai này. Qua đó có thể quân bình tỷ số 1-1 trong trận đánh đơn. Điểm là một khoảng cách rất khó để san lấp. Công bay sân và game đấu vẫn chưa thể kết thúc. Có lẽ là Lee Sung Jang cũng muốn game đấu này kết thúc luôn để anh có thể dồn sức cho game đấu quyết định thứ ba. Tay vợt của Thái Lan đã quân bình được tỷ số 1-1 và cả hai sẽ bước vào game đấu thứ ba quyết định thắng thua. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ ba, quyết định của trận đấu đơn nội dung chung kết đồng đội nam. Rất tiếc là pha đập cầu vừa rồi của tay vợt Thái Lan, trọng tài xác định là đã đi ra ngoài.
Ferrara vừa rồi đã có khiếu nại với trọng tài chính. Tuy nhiên quyết định đã được đưa ra, điểm số dành cho Li Shunzhang. Trọng tài xác định là cầu ngoài sân. Pha xử lý bị quá tay của Li Shunzhang. Đến game đấu thứ ba này thì thể lực của cả hai tay vợt đã có phần giảm sút và những sai số đã xuất hiện nhiều hơn. Cùng thì Ferrara đã cân bằng được điểm số 3 đều. Ở ngoài sân khá nhiều. Đầu cầu không qua lưới. Thời điểm này thì trận bán kết bóng đá nữ cũng đã khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về đội tuyển chủ nhà Việt Nam. Xin chúc mừng các cô gái Việt Nam và chúng ta sẽ có mặt ở trận chung kết đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan.
Ferrada đã rất cố gắng trong pha cầu vừa rồi. Tuy nhiên liên tiếp là những quả đập nặng tay của Lee Sun Sang. Tức thì tay vợt Thái Lan đã giành lại quyền giao cầu với một pha nhảy đập uy lực. Xác định là cầu đã ngoài sân, Lee Sun Sang tỏ ra rất tiếc nuối. Khoảng cách đang là 3 điểm. Điểm số thứ 10 cho Lee Sun Sang. Những phút vừa qua, hai tay vợt liên tục đánh hỏng. Thì vợt sẽ tiến hành đổi sân. Thank you.
Pha bỏ cầu tốt của Ferrada. Tay rất hay, cầu chéo sân. Mười hai đều. Đập cầu rất hay của Ferrada. Thêm một điểm số nữa dành cho tay vợt Thái Lan. Lee Soo Jang yêu cầu được thay cầu. Cầu ngoài sân 15-12. Ferrada đang có chuỗi lên điểm quan trọng. Tuy nhiên thì Lee Soo Jang cũng chưa thấy anh sẽ quyết không từ bỏ. Một pha phát cầu ngắn của tay vợt Malaysia. Thêm một điểm số nữa dành cho Ferrada, 16-13. Liên tục là những pha hỏng ăn của tay vợt người Malaysia. Ferrada đang tiến gần hơn đến những điểm số quyết định để có thể kết thúc trận đánh đơn cũng như là tổng tỷ số trong trận chung kết đồng đội nam này. Rất tiếc là pha bỏ cầu của tay vợt Thái Lan lại không qua lưới.
Những phút có phần trùng xuống của tay vợt Thái Lan và Lee Soo Jang đã tận dụng cơ hội để lên được 2 điểm. Cầu ngoài sân 18-15. Các đồng đội đang rất mong chờ vào chiến thắng của Ferrara. Và nếu như vậy thì trong ngày thi đấu hôm nay là một ngày thi đấu thành công rực rỡ của cầu lông Thái Lan. Họ đã giành được chiếc huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ. Và bây giờ đang có cơ hội rất lớn để giành tấm huy chương vàng thứ hai ở nội dung đồng đội nam. Dù rằng vẫn đang rất quyết tâm bám đuổi. Cơ hội thì vẫn còn đối với tay vợt của Malaysia. Không qua lưới. Gome de Poi dành cho Ferrara và đội tuyển cầu lông nam của Thái Lan. Huy chương vàng đang rất gần với người Thái rồi. Các đồng đội của Ferrara đang ăn mừng ở bên ngoài. Liệu anh có kết thúc điểm số này hay không? Tiếc là pha trái tay của tay vợt Thái Lan lại không đi như ý muốn. Lee Soo Jang thì vẫn đang thể hiện quyết tâm rất lớn để có thể bám đuổi. Tuy nhiên, cơ hội vẫn là rất lớn đối với tay vợt Thái Lan. Chạch dây.
rất hồi hộp. Mười chín hai mươi. Rất đáng khen cho những nỗ lực của Li Su Giang. Cầu trong sân, như vậy là huy chương vàng đã thuộc về Thái Lan. Các cầu thủ Thái Lan rất vui mừng một ngày thi đấu rất thành công của cầu lông Thái Lan. Hai tấm huy chương vàng. Xin chúc mừng cầu lông Thái Lan đã có một ngày thi đấu thật tuyệt vời. Chung cuộc Thái Lan đã vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0. Với những chiến thắng nghẹt thở. Cùng xem lại tình huống quyết định này. Li Su Giang cũng định cứu cầu rồi, nhưng anh mong chờ là cầu ra ngoài, nhưng cuối cùng thì cầu vẫn ở trong sân. Những chiếc áo màu vàng đã đem lại may mắn cho Thái Lan với liên tiếp hai tấm huy chương vàng. Một lần nữa xin được chúc mừng đội tuyển cầu lông Thái Lan. Họ đã thâu tóm toàn bộ danh hiệu ở nội dung đồng đội cả nam và nữ. Một thành quả hết sức ngọt ngào khi chúng ta biết rằng là tại SEA Games 30 tại Philippines thì Thái Lan không giành được một tấm huy chương vàng nào cả. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần trao huy chương cho các đội tuyển. Together, stronger song is that shield. Together, we will fight.